Thân chào các em học sinh khối 6 trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Tóm tắt là một kỹ năng rất cần thiết trong cuộc sống, học tập và nghiên cứu. Khi ra đường, ta chứng kiến một việc nào đó, về nhà kể tóm tắt lại cho gia đình nghe. Xem một cuốn sách, một bộ phim hay mới chiếu, ta có thể tóm tắt lại cho người đọc chưa xem được biết. Hay khi đọc một tác phẩm văn học, muốn nhớ được lâu, người đọc thường phải ghi chép lại bằng cách tóm tắt nội dung tác phẩm đó. Như vậy, tóm tắt là một công việc hết sức quan trọng trong cuộc sống. Bài học ngày hôm nay, thầy trò chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu tiết 16 tóm tắt văn bản tự sự và luyện tập tóm tắt văn bản tự sự. Mục tiêu cần đạt của tiết học ngày hôm nay, thứ nhất, các em phải nắm được mục đích cách thức tóm tắt văn bản tự sự. Thứ hai, các em luyện tập được kỹ năng tóm tắt văn bản tự sự. Bây giờ, thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu phần 1 La Mã, thế nào là tóm tắt văn bản tự sự. Các em chú ý 4 cái gợi ý trang 60 sách giáo khoa. A. Vậy thế nào là tóm tắt văn bản tự sự? A. Là ghi đầy đủ mọi chi tiết của văn bản tự sự. B. Ghi lại một cách ngắn gọn, trung thành những nội dung chính của văn bản tự sự. C. Kể lại một cách sáng tạo nội dung của văn bản tự sự. Và D. Đó là phân tích nội dung, ý nghĩa và giá trị của văn bản tự sự. Các em có thể thấy đáp án B là đáp án đúng nhất, đó là ghi lại một cách ngắn gọn, trung thành những nội dung chính của văn bản tự sự. Như vậy chúng ta hiểu thế nào là tóm tắt một văn bản tự sự rồi, các em có thể ghi cái ý này vào trong vở của mình. Bây giờ các em tiếp tục đọc phần đoạn văn tóm tắt sách giáo khoa trang 60. Vua Hùng thứ 18 có một người con gái đẹp tên là Mỹ Nương, nhà vua kén một chàng rể xứng đáng. Sơn Tinh và Thủy Tinh cùng một lúc đến cầu hôn, cả hai người đều có tài. Vua Hùng không biết gả con cho ai, bèn ra điều kiện thách đố để dễ bề lựa chọn. Sơn Tinh thắng cuộc, cưới Mỹ Nương rồi đưa về núi. Thủy Tinh tức giận dâng nước đánh Sơn Tinh nhưng bị thua. Từ đó hàng năm Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh nhưng đều thất bại. Sau khi các em đọc xong đoạn văn tóm tắt này thì các em có thể thấy là văn bản trên theo các em là kể lại nội dung của văn bản nào. Vì sao các em biết so sánh với văn bản đã học lớp 6, đoạn văn trên có ý gì khác? Thầy gợi ý các em nhìn cái độ dài lời văn và số lượng nhân vật sự việc. Thì các em dễ dàng nhận ra đó là đoạn văn trên, tóm tắt trên kể lại nội dung của văn bản Sơn Tinh Thủy Tinh. Sở dĩ mình biết được điều đó thì các em thấy dựa vào tên của nhân vật chính, đó là Sơn Tinh Thủy Tinh, và những cái sự việc tiêu biểu có trong bài. Và các em thấy rằng là so với văn bản mà chúng ta đã học ở lớp 6 thì chúng ta thấy là với cái văn bản tóm tắt trong sách giáo khoa trang 60 thì các em thấy nó ngắn gọn hơn. Về lời văn thì không còn là lời của tác giả dân gian nữa, mà các em thấy là đã chuyển sang lời của người tóm tắt. Về số lượng nhân vật và sự việc nó phải ít hơn. Như vậy chúng ta có được những cái yêu cầu đối với một cái văn bản tóm tắt là phải ngắn gọn hơn. Chúng ta phải dùng lời văn của người tóm tắt, số lượng nhân vật sự việc chúng ta chú ý nó cũng phải ít hơn. Và sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em các bước để chúng ta tóm tắt được một văn bản. Bước 1, các em phải đọc thật kỹ tác phẩm. Sau đó bước 2, các em phải xác định được nội dung chính, nhân vật sự việc tiêu biểu. Và bước 3, chúng ta phải sắp xếp những nội dung đó theo một cái thứ tự trình tự hợp lý. Và bước 4, chúng ta bắt đầu viết văn bản tóm tắt hoặc là đoạn văn tóm tắt. Đây là 4 bước quan trọng các em cần phải ghi nhớ. Bây giờ các em có thể viết cái phần trọng tâm này vào trong vở của mình nhé. Thầy vừa hệ thống cho các em một cái kiến thức thế nào là tóm tắt một văn bản tự sự, rồi những yêu cầu đối với một cái văn bản tóm tắt và 4 bước khi mà chúng ta tóm tắt một văn bản, các em chú ý giùm thầy. Bây giờ để chúng ta rõ hơn, thầy trò chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu phần luyện tập
Các em chú ý bài tập thứ nhất là tóm tắt truyện ngắn Lão Hạc của nhà văn Nam Cao. Thì các em thấy trong sách giáo khoa trang 61, người ta có yêu cầu chúng ta sắp xếp lại các ý, đúng không nào? Mà người ta sắp xếp lộn xộn, bây giờ chúng ta sắp xếp lại. Thì các em thấy rằng là các sự việc nhân vật quan trọng trong cái phần gợi ý của sách giáo khoa tương đối đầy đủ, nhưng các ý thì nó bị lộn xộn, thì chúng ta có thể sắp xếp lại theo thứ tự như thế này: B, A, D, C, G, E, I, H và K. Sau đây là phần gợi ý thầy đã sắp xếp lại cho các em. Thứ nhất đó là Lão Hà có một người con trai, một mảnh vườn và con chó vàng. Thứ hai đó là con trai lão đi phu đồn điền cao su, lão chỉ còn lại cậu vàng. Sự việc thứ ba, vì muốn giữ lại mảnh vườn cho con, lão phải bán con chó. Sự việc thứ tư, đó là lão mang tiền dành dụm được gửi cho ông giáo. Sự việc thứ năm, đó là cuộc sống mỗi ngày một khó khăn, lão đã kiếm được gì ăn nấy. Sự việc thứ sáu, đó là một hôm, lão xin binh tư một ít bã chó. Sự việc thứ bảy, đó là ông giáo rất buồn khi nghe binh tư kể chuyện đó. Sự việc thứ tám, đó là lão chết, cái chết thật là dữ dội. Và sự việc thứ chín, đó là cả làng không biết vì sao lão chết trừ binh tư và ông giáo. Rồi, từ chính sự việc mà thầy trò chúng ta đã sắp xếp lại, thì thầy có một cái đoạn văn tóm tắt đoạn trích Lão Hạc theo gợi ý. Các em chú ý đoạn văn này: Lão Hạc có một người con trai, một mảnh vườn và một con chó vàng. Con trai lão đi đồn điền cao su, lão chỉ còn lại cậu vàng. Vì muốn để lại mảnh vườn cho con, lão phải bán con chó, mặc dù hết sức buồn bã và đau xót. Lão dành tất cả tiền dành dụm được gửi ông giáo và nhờ ông trông coi mảnh vườn. Cuộc sống mỗi ngày một khó khăn, lão kiếm được gì ăn nấy và từ chối tất cả những gì ông giáo giúp. Một hôm, lão xin binh tư một ít bã chó, nói là để giết con chó hay đến vườn, làm thịt và rủ binh tư cùng uống rượu. Ông giáo rất buồn khi nghe binh tư kể chuyện ấy, nhưng rồi lão bỗng nhiên chết, cái chết thật là dữ dội, cả làng không hiểu vì sao lão chết, chỉ có binh tư và ông giáo hiểu. Như vậy các em thấy tóm tắt là một cái công việc đơn giản, là chúng ta rút ngắn một cách ngắn gọn những cái nội dung, hành động, sự việc có trong cái văn bản đó. Nhưng các em nhớ như thầy đã hướng dẫn ở phần lý thuyết là chúng ta phải nêu những cái sự việc tiêu biểu, và các em chuyển những cái lời văn của tác giả thay bằng lời văn của chúng ta, và nhân vật sự việc nó phải ít hơn. Thường với một cái đoạn văn tóm tắt như truyện ngắn Lão Hạc này thì chúng ta tóm tắt khoảng tầm khoảng 10 dòng là coi như là đạt yêu cầu. Các em có thể theo dõi lại cái đoạn trích tóm tắt gợi ý này nhé. Rồi, bây giờ thầy trò chúng ta sang bài tập thứ hai, thì các em thấy những cái bức tranh thầy chia sẻ ở đây thì các em cũng đoán được nó là tác phẩm gì rồi, đúng không nào? Nó chính là đoạn trích trong tiểu thuyết Tắt Đèn của nhà văn Ngô Tất Tố. Bây giờ các em nhìn câu hỏi thứ hai, người ta yêu cầu chúng ta đó là hãy nêu lên những cái sự việc tiêu biểu và các nhân vật quan trọng trong đoạn trích Tức Nước Vỡ Bờ. Sau đó các em hãy viết bằng một cái văn bản tóm tắt khoảng 10 dòng. Thì các em thấy là nhân vật quan trọng trong đoạn trích này đó chính là chị Dậu, anh Dậu, Cai Lệ và người nhà Lý Trưởng. Nội dung chính thì các em thấy rằng là chị Dậu đang chăm sóc chồng và đã chống trả quyết liệt bọn Cai Lệ và người nhà Lý Trưởng để bảo vệ chồng. Còn những cái sự việc tiêu biểu thì thầy có đưa ra, các em có thể tham khảo, đó là chị Dậu đang chăm sóc chồng ốm nặng thì Cai Lệ và người nhà Lý Trưởng vào quát tháo đòi xu định bắt anh Dậu. Chị Dậu đã hạ mình van xin nhưng bọn chúng vẫn cố tình hành hạ cả chồng lẫn bản thân chị. Tức nước vỡ bờ, chị đã vùng lên chống trả quyết liệt. Chị đã quật ngã hai tên tay sai, và thậm chí một cái câu nói rất là hay nổi tiếng của chị ở phần cuối đoạn trích đó là thà ngồi tù chứ không để cho chúng nó làm tình làm tội, không chịu được. Thì các em có thể dựa vào những cái gợi ý này, các em có thể thêm thắt một vài ý nữa thì chúng ta có thể tạo thành một cái đoạn văn tóm tắt đoạn trích Tức Nước Vỡ Bờ. Bây giờ chúng ta sang cái bài tập thứ ba, đó là có ý kiến cho rằng các
Văn bản như là tôi đi học của Thanh Tịnh hay là trong lòng mẹ của nhà văn Nguyên Hồng rất khó tóm tắt. Em thấy có đúng không? Và hãy tóm tắt các văn bản ấy. Thì các em thấy rằng là với những cái tác phẩm mà các em đọc ở đầu học kỳ 1 này như là bài Tôi đi học của Thanh Tịnh nè, trong lòng mẹ của nhà văn Nguyên Hồng, thì đây là những cái tác phẩm tự sự nhưng mà nó rất giàu chất thơ, nó sự việc, truyện ngắn trữ tình, ta gọi đây là truyện ngắn trữ tình. Các tác giả tập trung chủ yếu miêu tả cái cảm giác và nội tâm của nhân vật nên các em thấy là nó rất khó tóm tắt. Thì trong thực tế có những văn bản tự sự dường như không có cốt truyện, hay ta gọi nó là phi cốt truyện, như những truyện ngắn trữ tình của Thạch Lam, của Thanh Tịnh vào những cái năm 1930-1945 đó các em. Thì với những cái tác phẩm như thế thường sẽ rất khó tóm tắt, hoặc là bản tóm tắt nó sẽ rất là đơn giản. Thì các em thấy rằng là bởi vì những cái tác phẩm này nó hơi thiên hướng về đây là những cái truyện ngắn trữ tình, thì sự hấp dẫn của tác phẩm này nó thường nằm ở những yếu tố trữ tình, cho nên là nó rất khó tóm tắt là như thế. Sau đây là phần hướng dẫn bài tập về nhà. Các em chú ý những yêu cầu thầy đưa ra nha. Thứ nhất, các em phải về nhà thực hành tóm tắt cho thầy đoạn trích Tức nước vỡ bờ. Các em sẽ làm vào vở bài tập. Và sau đó các em hãy xem trước cho thầy cái bài tập làm văn tiếp theo, đó chính là miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự. Và tiết học ngày hôm nay thì thầy vừa hướng dẫn cho các em những cái định nghĩa khái quát, phương pháp về cơ bản về tóm tắt một văn bản tự sự và luyện tập tóm tắt một văn bản tự sự. Các em theo dõi, nhớ ghi chép và làm bài thật tốt. Những cái thắc mắc của các em có thể trao đổi với các giáo viên hướng dẫn trực tiếp các em tại lớp nhé. Thầy chào toàn thể các em học sinh khối 8.